Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy, các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời, người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy, các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, người Hy Lạp cổ thường ví von: người khôn thà chịu đựng sự ác hơn là làm điều ác. Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không dừng lại ở sự chịu đựng, mà người còn mời gọi chúng ta làm hơn thế nữa. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình. Thật vậy, cốt lõi đạo Công giáo của chúng ta là tình yêu thương. Tại sao vậy? Thưa, vì đạo chúng ta bắt nguồn từ Thiên Chúa, mà bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Yêu thương kẻ thù là một nghĩa cử anh hùng, một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự nhiên, vượt trên phản ứng thường tình của con người. Yêu thương kẻ thù là bước vào thế giới siêu nhiên của con cái Chúa, sống nhân hậu và hoàn thiện như Cha trên trời. Tuy nhiên, giáo huấn này xem ra có vẻ nghịch thường và rất khó chấp nhận. Con người từ xưa đến nay vẫn sống theo nguyên tắc phải chiến đấu chống lại kẻ thù. Người Việt còn nói, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Chẳng có ai khi bị người ta tát má bên này lại giơ cả má bên kia, kính mời để đối phương tát tiếp. Quả là những giáo huấn ngược ngạo và chướng tai. Chúng ta chẳng lại gì khi thấy một số các môn đệ đã bỏ đi sau khi nghe Chúa Giêsu công bố những điều nghịch thường. Lời này chói tai quá, ai nghe cho nổi. Nhưng chỉ đi sâu vào mầu nhiệm thập giá, chúng ta mới dần cảm thấu những nghịch lý nơi giáo huấn của Đức Giêsu. Trên con đường dẫn đến núi Sọ, Chúa Giêsu bị người ta chửi bới, bị tát vào mặt, bị nhổ nước bọt tỏ dấu khinh bỉ, bị đội triều thiên bằng gai nhọn để chế giễu. Ngài vẫn câm nín như con chiên hiền lành bị đem đi xén lông mà không kêu ca hay mở miệng. Trước khi tắt thở, Chúa còn ngỏ lời với Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây là cách thái tuyệt hảo nhất để quảng diễn đức ái mà Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Có người lại biện luận rằng chỉ có Chúa Giêsu mới thực hiện được tình yêu vô vị lợi kia, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Còn tôi là người chứ không phải là Thiên Chúa. Tôi không thể thực hiện được. Tuy nhiên, ngôi hai Thiên Chúa đã làm người để nơi người, con người chúng ta được làm Chúa. Như vậy, tự sức con người, chúng ta không thể trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa được. Nhưng trong Đức Giêsu Kitô, nhờ ân sủng của người, chúng ta sẽ thực hiện được. Do đó, càng ngày kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô bao nhiêu, chúng ta càng có khả năng giống Chúa bấy nhiêu. Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đứng về phía bất bạo động,
Tuy nhiên, đó không phải là một lựa chọn cho sự nhu nhược hay thụ động leo thang. Nhưng chọn lựa bất bạo động có nghĩa là tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của chân lý, của công bằng và tình yêu hơn là sức mạnh của chiến tranh, vũ khí và hận thù. Chúng ta phải cố gắng dùng điều tốt nhất để đáp lại điều xấu nhất. Chớ gì, chúng ta thấm nhuần lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô: tìm yêu mến người hơn được người yêu mến, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ, để chúng ta có được sự hiện diện của Chúa, được bình an nơi tâm hồn.